Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình trên tay của mình đang là chiếc LG G6. Hôm trước mình đã có một cái bài mở hộp và đánh giá nhanh chiếc LG G6 này. Thì sau khi mà sử dụng được một vài ngày thì mình có một cái chia sẻ. Sau khi mở máy ra thì mình đã cập nhật của máy lên Android là 8.0 Audio. Đây, các bạn vào phần mềm, mình đã cập nhật máy lên phiên bản Android 8.0. Các bạn kích vào đây, nhảy đúp vào. Đây là Android O nha, 8.0. Thì ở trên cái phiên bản Android 8.0 này thì LG đã bổ sung cho cái LG G6 này rất nhiều cái tính năng hay. Và một trong những cái tính năng đó là phần camera. Thì đây là cái giao diện camera mình đang để sẵn cái chế độ. Đối với cái giao diện camera của LG G6 thì như chúng ta biết thì LG G6 này có hai camera, bao gồm một camera góc bình thường và một camera góc rộng. Cả hai camera đều có độ phân giải là 13 megapixel. Thì mình xin giới thiệu một cái tính năng rất hay khi mà mình cập nhật lên Android 8.0 trên LG G6. Đó là cái tính năng chụp ảnh khớp. Thì cái tính năng này nó như thế nào? Thì khi các bạn kích vào thì máy sẽ tự, đấy các bạn thấy chưa, máy sẽ tự động chia đôi màn hình của chúng ta. Phía bên tay trái của chúng ta thì máy sẽ sử dụng camera trước, và phía bên tay phải của chúng ta máy sẽ sử dụng camera sau. Cả hai cái camera này các bạn có thể cùng chụp một lúc, và nó sẽ cho chúng ta một cái bức ảnh bao gồm hai camera, hai bức ảnh ghép lại với nhau, một ảnh chụp bằng camera trước và một ảnh chụp bằng camera sau. Thì ở đây khi mà các bạn chụp bằng hai cái bức ảnh này, các bạn vẫn có thể chỉnh được tiêu cự này. Mặc dù camera trước chỉ có một camera nhưng mình có thể chỉnh góc rộng ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa, góc đã rộng hơn rất nhiều. Và camera sau thì mình cũng có thể chỉnh góc rộng ở đây. Thì đối với cái chức năng chụp ảnh khớp này, khi các bạn ấn vào quay phim thì nó cũng có thể cho các bạn, cho phép các bạn quay cái video này cùng một lúc. Đây, mình đã ấn vào quay phim rồi. Thì khi mà các bạn sử dụng cái LG G6 này, sử dụng cái tính năng chụp ảnh khớp này và các bạn quay phim, thì các bạn làm những cái vlog điện thoại này, các bạn sẽ có thể là vừa quay phim, vừa có thể có một cái video thấy mặt của các bạn, cũng như là cái camera sau các bạn vẫn có thể quay. Ở đây các bạn có thể quay cả hai camera về phía trước, các bạn vuốt như này thì nó sẽ chuyển camera sau. Đây, các bạn xoay đi, các bạn có thể tùy chỉnh nhá. Ở đây mình đang để bên trái là bên camera sau này, mình vuốt như này là chuyển sang camera trước, mình vuốt như này là chuyển về camera sau. Thì khi mà các bạn quay phim vlog, các bạn làm điện thoại trên vlog, thì các bạn sử dụng cái tính năng này, thì các bạn vừa có thể quay phim bằng camera sau, cũng như là các bạn vừa có một cái video ở camera trước đồng thời luôn, thì nó sẽ có mặt được các bạn trong video. Thì như thế là cái video của chúng ta, khi mà sau này các bạn có thể bật kiếm tiền hay là xét duyệt, thì YouTube nó sẽ xét duyệt rất nhanh. Vì trong cái video, tất cả những cái video các bạn quay là đều có khuôn mặt của các bạn ở trong video. Và đấy là một cái điều cần thiết trong bây giờ, khi mà YouTube đã thắt chặt những cái chính sách kiếm tiền, thì chúng ta có thể là sử dụng cái LG G6 này quay phim, và sử dụng cái tính năng này thì chúng ta sẽ quay đồng thời được cả camera trước và camera sau, chúng ta không cần phải ghép ảnh. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chỉnh cái nhiệt độ màu này. Đây, các bạn vào chế độ này, các bạn để tự động thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái nhiệt độ màu này. Ở đây các bạn để chế độ đen trắng thì các bạn sẽ có thể quay những cái thước phim vlog bằng điện thoại sẵn có chế độ màu đen trắng, mà các bạn không cần phải một phần mềm chỉnh sửa nào, mà các bạn sử dụng ngay chiếc LG G6 của các bạn quay, không cần phải chỉnh sửa gì. Những cái bộ phim mà các bạn muốn lấy bối cảnh về cái thời xưa cũ, ví dụ như nổi tiếng nhất gần đây đó là cái 1977 vlog, thì các bạn hãy quay bằng cái video màu đen trắng và lấy những cái thước phim xưa cũ ngày xưa. Thì ở trên LG G6 có sẵn cái tính năng lọc màu này, và chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì. Đấy, các bạn có thể chụp ảnh chỉ dẫn. Thì cái tính năng chụp ảnh chỉ dẫn này nó như thế nào? Ở đây mình, các bạn thấy này, mình đang có hai cái hình ảnh nó đang lồng ghép vào nhau. Cái hình ảnh trước các bạn nhìn thấy là cái ảnh mình đã chụp sẵn, và cái hình ảnh mờ trong suốt là cái hình ảnh mà camera đang quay. Thì đây người ta cho các bạn một số cái hình mèo sẵn. Thì cái chế độ này chúng ta sẽ chụp trước một cái bức ảnh hình sao cho chúng ta làm mờ đi trên màn hình, và chúng ta quay những cái video nó đè lên những cái video chúng ta quay. Đây, chúng ta có thể trượt cái thanh ngang này để điều chỉnh cái độ trong suốt của cái ảnh mà chúng ta mong muốn. Ở đây khi mà các bạn điều chỉnh lên cao nhất thì nó sẽ, cái video quay chúng ta nhìn không rõ. Ở đây các bạn nên để 50%, thì chúng ta vừa có thể xem được cái video chúng ta quay, mà vừa có thể xem được cái hình ảnh mà chúng ta muốn chèn vào trong suốt đi.
Ở phần cài đặt thì chúng ta có phần cài đặt kích thước của ảnh. Thì ở đây mình đang để chế độ là 1:1 này. Chúng ta có thể quay sang chế độ 2:1:1:1 nhưng mà ở chế độ là 2.1 megapixel. Mình bị bỏ đi. Ở đây mình đang để chế độ 1:1 là vì mình đang chia đôi màn hình. Khi mà các bạn không chia đôi màn hình thì máy nó sẽ chở. Đây mình đang để chế độ chia đôi màn hình nha. Nếu mà các bạn chuyển về chế độ tự động này. Đấy. Thì mặc định nó sẽ là mình đang để là độ phân giải đó là 16:9. Kích thước địa ảnh là 9.7 megapixel. Thì ở đây các bạn có thể điều chỉnh được cái kích thước màn hình là 16:9 hoặc là 18:9. Ở đây thì LG G6 là có màn hình là 5.7 inch với cái kích thước là cái độ tỷ lệ đó là 18.5:9, tức là cái màn hình dài đấy. Thì đây là LG G6 cũng là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên có cái tỷ lệ màn hình dài. Đây, các bạn thấy chưa? Chiếc LG G6 là một trong những cái điện thoại đầu tiên có màn hình dài. Và sau này thì Galaxy S8 đã, chính xác là Galaxy S8 sau cũng đã có cái màn hình tỷ lệ này. Và những cái điện thoại sau này đều có cái tỷ lệ này. Thì trên đây là mình đã chia sẻ cái tính năng quay video chia đôi màn hình bằng cam trước và cam sau trên chiếc LG G6. Để cho những ai mà có ý định là làm vlog trên điện thoại mà cần quay một cái camera có cả hình mặt của các bạn, để khi chúng ta đăng video lên thì cái video đấy là mặc định của chúng ta, nó sẽ không bị ăn cắp bản quyền cũng như không bị giữ lại. Rồi, xin chào, xin cảm ơn các bạn.